Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay lại với podcast video của Mèo. Thì như ngày hôm qua Mèo có một cái buổi talk show ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các bạn mời Mèo đến để chia sẻ cái góc nhìn cũng như những cái kinh nghiệm trải nghiệm của Mèo về cái topic là đọc vị hành động, đọc vị tâm lý của người khác. Nên video ngày hôm nay Mèo sẽ muốn ngồi và chia sẻ là chủ đề này cho các bạn mà đã theo dõi Mèo ở trên kênh YouTube. Tại vì cũng rất nhiều bạn nhắn tin hỏi Mèo về việc là làm sao để thấu hiểu người khác, làm sao để có thể tinh tế nhận ra những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc bên trong người khác mà dù họ không nói ra. Đó cũng là một trong những cái mà chúng ta có trong đọc vị tâm lý và đọc vị hành động của người khác. Thì ngày hôm nay hãy cùng Mèo tìm hiểu những cái phương pháp hay những cái phương diện, những cái góc độ, những cái case study mà chúng ta có thể hình dung về bốn chữ đọc vị hành động nha. Đầu tiên các bạn hãy cùng Mèo clear qua những cái phương diện điển hình nhất để chúng ta có thể đọc vị người khác. Thứ nhất và dễ nhìn ra nhất, dễ phán đoán nhất đó chính là ngôn ngữ cơ thể, hay mọi người còn gọi là body language. Thì theo tâm lý học, ngôn ngữ cơ thể là một cái biểu hiện mà có thể dễ nhận ra nhất. Tại vì người ta sẽ thường không kiểm soát được toàn bộ những cái gì phản ứng ở trên cơ thể của mình trong cái lúc mà mình giao tiếp. Và cũng theo một số thuyết về tâm lý học đi, như là của ông Albert Mehrabian, thì ông cũng cho rằng phần lớn cảm xúc được truyền tải qua phi ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ cơ thể. Thì ngôn ngữ cơ thể các bạn có thể hình dung ở hai cái hướng chính. Một đó là tư thế của cơ thể, ví dụ như là mèo ngồi, cái tư thế ngồi của mình như thế nào, cái cách mình để tay ra làm sao, mình khoanh tay trước ngực thể hiện điều gì. Đó là những cái mà sẽ bộc lộ ra những cái nội tâm bên trong của một cái nhân vật đó rất nhiều. Điển hình ví dụ như các bạn bước vào một cái không gian và bạn gặp một cái đối tác hay một cái con người nào đó mới mẻ, nếu mà họ cảm thấy là họ thoải mái với bạn, họ sẽ hướng lòng bàn tay về phía bạn giống như là muốn ôm bạn một cái tư thế thẳng người và rất là thoải mái, thì bạn sẽ cảm thấy người này rất là tự tin và đang rất mở lòng với cái cuộc đối thoại và cái cuộc gặp mặt với mình. Nhưng ngược lại, nếu bạn bước vào đó và một cái người họ khoanh tay lại như thế này, hay là họ ánh mắt họ nhìn cực kỳ nghiêm nghị, hoặc là họ chống càm, tức là họ có những cái biểu hiện không thoải mái, sẽ giúp cho bạn hiểu rằng họ đang không ready, không thoải mái để bước vào cuộc hội thoại với bạn. Hoặc là trước đó có thể là họ đang gặp những cái vấn đề gì đó khiến cho họ cảm thấy lo âu, khiến cho họ cảm thấy phân vân, khiến cho họ cảm thấy đang phải suy nghĩ một cái điều gì đó. Một cái hướng nữa trong cái body language đó là cái khoảng cách giữa người và người trong một cuộc hội thoại. Ví dụ như các bạn, như hồi nãy ví dụ trên mà người đó hướng tay về phía bạn, đó là cử chỉ cơ thể đúng không? Nhưng mà cũng là bước vào môi trường đó và họ tiến về phía bạn một bước, điều đó có thể hiểu rõ là họ đang ready cho cái cuộc gặp gỡ và rất vui để được gặp bạn và muốn vào cái cuộc nói chuyện này, muốn được nói chuyện trò với bạn liền. Nhưng nếu mà bạn bước vào một cái nơi gặp một người và họ lùi lại khi bạn tiến lại, hoặc là họ giật người về khi bạn chạm vào họ, thì là họ đang rất không thoải mái, thậm chí không thích bạn và không muốn nói chuyện với bạn. Thì theo thuyết của Edward T. Horn về Rosimis, khoảng cách cá nhân có thể tiết lộ được cái mức độ thân thiết cũng như quyền lực của hai bên trong một mối quan hệ, trong một cuộc giao tiếp rất là rõ ràng. Điển hình nha, có một lần Mèo đi học với một bên ban giám hiệu của một trường đại học khá lớn và nổi tiếng ở Sài Gòn, thì cái cô hiệu trưởng đó cực kỳ nghiêm nghị, và lúc nào những cái nhân viên hay những cái giảng viên, những người làm việc với cô mà cấp dưới hơn cô, khi mà vào để mà đưa cô trình ký một cái gì đó hay là để truyền tải một cái gì đó với cô, là lúc nào cũng đứng rất là khép nép, cúi khom người và cách xa cô ở một khoảng gọi là một khoảng nhất định luôn á. Thì đó cũng thể hiện được cái quyền lực của người này so với người kia trong một cuộc giao tiếp đó. Phương diện thứ hai mà chúng ta có thể xem xét đó là nét mặt và những cái biểu cảm vi mô. Trong tâm lý học, nét mặt và những biểu cảm vi mô là yếu tố rất mạnh mẽ trong cái việc mà bạn có thể đọc nội tâm tâm lý của người khác. Tại vì các biểu hiện vi mô xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, thường là nó tầm dưới hoặc là đến một giây là cùng mà. Và đa số là tất cả chúng ta đều không thể kiểm soát được những cái hành động đó, những cái hành động hay là biểu cảm vi mô của mình. Và điều này, khi mà chúng ta nhận ra những cái biểu cảm đó, nó có thể giúp phản ánh cái cảm xúc rất thật của một người đó, ngay cả khi họ đang cố gắng che giấu nó. Và trong biểu cảm vi mô, cái mà thể hiện rõ nhất và không thể nào che giấu, ngay cả diễn viên, mà đã nói rất nhiều lần, những diễn viên cũng không thể diễn được những cái nét mà trong một cái tích tắc một giây đó mà thể hiện tâm lý rõ nhất,
đó là ở đôi mắt. Trong tâm lý học á, thì đôi mắt có thể coi là cửa sổ tâm hồn để mà khai thác những cái nội tâm bên trong. Thì trong nhân tướng học, đôi mắt là nhãn thần, tức là ở nơi đó chất chứa rất nhiều những cái điều mà chúng ta có thể tìm hiểu thông qua cái sự chuyển động, sự co giãn của đôi mắt rất là nhiều. Ví dụ đôi khi là bạn đang giao tiếp với một ai đó, người ta thường né tránh ánh mắt của bạn, nhìn qua chỗ khác, nó sẽ mỗi cái biểu hiện hành động hay là biểu cảm vi mô nó sẽ thể hiện rất nhiều cái trường hợp khác nhau ở mỗi cái môi trường hay mỗi cái trường tình huống khác nhau, nó sẽ mang những cái hàm ý rất là khác nhau, nên đôi khi là những cái ví dụ của mèo á, nó có thể đúng ở một trường hợp, những trường một trong những trường hợp này, nhưng với những trường hợp khác thì nó sẽ khác nữa nha mọi người. Ví dụ như cái đôi mắt là họ không dám nhìn thẳng vào bạn, họ nhìn qua chỗ khác, có thể ở một trường hợp nó có thể là họ đang chuẩn bị nói dối bạn, họ đang phải soạn thảo văn bản để mà đưa ra một cái gì đó không thật. Còn ở những cái trường hợp khác thì nó có thể thể hiện là việc là họ đang không tự tin vào cái cuộc giao tiếp này. Hoặc là có những người ví dụ họ điều khiển hay là thao túng tâm lý người khác bằng ánh mắt của họ nữa. Ví dụ là những cái người mà lãnh đạo hay những người sếp á, họ chỉ cần nhìn một cái là nhân viên rén liền á, là tại vì ánh mắt của họ rất là nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mục tiêu và mài nhíu lại, hay là cái sự nhìn trừng trừng đồng tử giãn nở ra là khiến cho nhân viên sợ liền luôn. Và có những cái tips hay những cái rất là thú vị mà trong cái lúc mà nghiên cứu về tâm lý học, đặc biệt là biểu cảm của đôi mắt, thì mèo có được đọc đó là ví dụ như nếu mà người đối diện đang nói chuyện với bạn, họ nhìn thẳng, họ đang nói chuyện với bạn về xong thì họ nhìn sang phải, xong rồi họ nhìn thẳng lên, thì đa số phần trăm lớn là họ sẽ đang nói dối. Tại vì khi cái biểu hiện này, cái hành vi này nó đang kích thích, giúp cho não bộ đang hoạt động trí tưởng tượng và kích thích cái sự sáng tạo. Nó giống như là cái họ đang phải nghĩ ra một cái gì đó vốn không có sự thật, vốn không có hiện hữu, vốn chưa từng tồn tại để mà diễn đạt và chuẩn bị nói với các bạn. Và nếu một người khác họ cũng đang nói chuyện với bạn và họ nhìn sang trái xong họ nhìn xuống, thì đây có thể là họ đang rà soát lại những cái ký ức trong cái não bộ của họ để họ chuẩn bị là trình bày hay kể cho bạn một cái sự vật sự việc nào đó. Và thật ra trong cái cách biểu biểu đạt ánh mắt có nhiều cái để chúng ta đoán được lắm, nó rất 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 nhiều. Ví dụ đang nói một cái gì đó tự nhiên họ xoay tròn mắt, tức là có thể là họ đang ngạc nhiên với cái điều mà bạn vừa nói ra, có thể là thì từ đó chúng ta có thể phán đoán à bạn nó chưa biết thông tin này, à bạn nó cảm thấy rất là bất ngờ với thông tin này, đại loại là vậy. Phương diện thứ ba chúng ta có thể xem xét đó là giọng nói và âm điệu. Tại vì giọng nói và cách phát âm cũng là một trong những phương tiện để mà biểu đạt cái tâm lý của một con người. Ngoại trừ những người mà gọi là sử dụng cực kỳ thành thạo giọng nói của mình, ví dụ như MC hay diễn viên lồng tiếng hay những người voice talent, họ đã quá làm chủ cái giọng nói của mình, thì đa số những người giao tiếp bình thường như chúng ta trong cuộc sống cũng thường không có kiểm soát cái giọng nói, cái tông điệu của mình theo một cái chủ đích nào đâu. Nên do đó mình dựa vào đây mình cũng có thể tìm ra những cái tiết lộ cảm xúc thật bên trong của họ sau những lời nói đó nữa. Ví dụ như giọng nói run rẩy thể hiện cho họ đang sợ hãi, họ đang lo lắng, họ đang bất an vì điều gì đó, hay là cái tốc độ của họ đang nói tự nhiên họ nói nhanh hơn, họ đang nói bình thường tự nhiên đến một đoạn họ nói nhanh hơn, hay gặp một người khác họ nói nhanh hơn, đó cũng có thể là dấu hiệu của sự lo lắng hoặc sự kích động. Nhưng ở những trường hợp khác cũng có thể thể hiện là họ đang được tự tin hơn và muốn thể hiện cái bản thân của mình nhiều hơn. Và đặc biệt là khi mà các bạn cảm thấy âm điệu giọng nói của họ, cái tông giọng họ thay đổi, là lúc đó cái cảm xúc của họ cũng đang thay đổi. Ví dụ như mèo đang nói chuyện, đang chia sẻ một cái gì đó rất là đều đều, bỗng mèo cao giọng lên thốt, thì cái có thể là cái đoạn đó là mèo hào hứng hơn, mèo chuẩn bị cái đoạn này kỹ lưỡng hơn so với những đoạn trước. Hoặc là điển hình những cái là hai người đang yêu nhau đi, khi đang nói chuyện một cái gì đó mà bạn đưa ra người bạn gái rủ người bạn trai cuối tuần này đi chơi nha, hoặc cuối tuần này em nhanh đi nhà sách nha, thì người bạn trai nói cuối tuần này anh phải về quê rồi, cái bạn nó hạ tông giọng, ừ vậy thôi. Tức là cái việc hạ tông giọng và việc lên tông giọng thể hiện cái sự thay đổi cảm xúc của người đó. Tức là người đó trước đó đang rất hào hứng với cái việc là muốn cuối tuần này sẽ có một buổi hẹn hò với người yêu của mình, nhưng mà xong tự nhiên là mình nhận lại được một cái thông tin là người này không thể cùng mình tham dự cái mà mình đang cảm thấy rất là hào hứng. Thì cái ừ vậy thôi xuống giọng nó thể hiện cái sự thất vọng và buồn bã của người bạn gái này. Thứ tư đó là những cái hành vi rất là vô thức. Tại vì những cái hành vi vô thức cũng dễ báo rất là mạnh mẽ những cái biểu lộ cảm xúc ở bên trong của một con người. Và cũng như những cái trên là rất khó để kiểm soát được. Nó có thể là khi các bạn nói chuyện các bạn sẽ cấu tay như vậy, hoặc là khi các bạn lo lắng các bạn sẽ những cái phản xạ rất là tự nhiên của cơ thể con người.
cơ thể của các bạn, mà đôi khi các bạn cũng phải sau này hoặc là khi các bạn quan tâm về tâm lý hành vi nhiều hơn, các bạn mới để ý là à thì ra khi mà mình run, mình hồi hộp, mình có những cử chỉ này, hay là khi mình lo lắng, hay là khi mình chuẩn bị nói dối, tự nhiên mình có những cảm những cái cử chỉ này, ví dụ như toát mồ hôi hay là lắp bắp nói chuyện vấp, đại loại là như vậy, sẽ là những cái hành động vô thức mà tự động khi mà vào một cái tâm trạng, một cái tâm lý cố định nào đó, nó thì bản thân của bạn sẽ phát ra như vậy. Hoặc là đôi khi một ai đó nói cái gì đó mà mình cảm thấy không thích, hay là mình không muốn làm gì đó, mình buông một cái sự thở dài mà bản thân mình cũng không cố định là mình cũng không có chủ đích là mình thở dài cái đó để thể hiện cái sự khó chịu, mà nó là một sự thở dài tự nhiên, và đôi khi bạn cũng không nhận ra là bạn đang thở dài, nó chỉ có đối phương là cảm nhận được cái điều đó nếu mà họ đủ tinh tế và họ cảm thấy là bạn đang không hài lòng với cái thông tin hay với cái yêu cầu mà người đó đưa ra. Và điều cuối cùng mà cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề mà các bạn đọc vị tâm lý người khác, thay vì thông qua những cái mà Mèo chia sẻ ở bên trên như là mắt, như là biểu cảm body language, hay là khoảng cách cá nhân, hay là những cái hành vi vô thức, đại loại là vậy, cực kỳ quan trọng ở cái mục cuối cùng này, đó là các bạn phải đặt nó vào đúng ngữ cảnh, đúng trường hợp, đúng văn hóa. Tại vì đôi khi cái hành vi đó, cái hành động đó ở nơi này thì nó thể hiện cái sự vui mừng chào đón, nhưng mà ở nơi khác thì nó là cái sự biểu tượng của cái việc là bất kính. Vậy thì quay lại là vì sao các bạn luôn đeo đuổi và mong muốn đọc vị tâm lý, đọc vị hành động của người khác? Đa phần khi mà các bạn hỏi Mèo thì Mèo hỏi ngược lại các bạn, thì các bạn nói là em không muốn bị lừa dối. Đó là cái lý do, gọi là trong nếu mà khảo sát thì đó là lý do lớn nhất mà Mèo nhận được, câu trả lời nhiều nhất mà Mèo nhận được. Nhưng mà đôi khi cái việc đọc vị tâm lý của người khác nó còn có nhiều cái khác tốt hơn, như nãy Mèo vừa chia sẻ, là nó giúp cho các bạn tinh tế hơn, giúp cho cái chất lượng của những cái mối quan hệ mà mình tạo ra nó tốt hơn, nó nâng cao cái khả năng đàm phán và đưa ra quyết định của bạn nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi qua từng ý một đi. Ví dụ như đầu tiên, ok, quay trở lại là chúng ta hạn chế bị người khác lừa dối. Nhưng mà đôi khi có những cái, nếu mà các bạn lựa chọn cái này, khi mà cái đọc vị tâm lý nó trở thành cái bản năng của các bạn luôn, là các bạn nhìn người ta đôi, trong cuộc sống thỉnh thoảng sẽ có những cái lời nói dối nó vô thưởng vô phạt, hay là những lời nói dối của những người rất là thân thiết với bạn, gia đình, người yêu, chồng, con, cha mẹ, đại loại vậy. Thì đôi khi cái việc mà chúng ta nhìn thấy họ dối mình trong những cái điều rất là bình thường cũng khiến cho mình rất là tổn thương. Nên cái gì cũng có ưu và khuyết điểm của nó. Ở cái chỗ mà phát hiện nói dối này, Mèo cũng đã từng chia sẻ với các bạn về công thức 3 giây mà Mèo rất là tâm đắc. Mèo không biết là có ai đó trên thế giới này nghiên cứu và đưa ra đó không, nhưng mà cái này là Mèo tự nghĩ ra, nhưng mà chưa có đối chiếu là trên thế giới có cái công thức 3 giây đó hay không. Thì đó là công thức 3 giây test nói dối. Nó như thế nào? Đó là nếu mà bạn muốn confirm cái thông tin mà mình đang muốn người đó là có dối lừa mình hay không, ví dụ con bạn thân mình nó có đang lừa dối mình, nó qua lại với người yêu của mình hay không, hay người yêu của mình có đang có người con gái khác hay không, hay cha mẹ mình đang có một cái gì giống mình hay không, đại loại vậy. Bất kỳ một cái mối quan hệ nào các bạn cũng có thể sử dụng cái công thức này. Đó là các bạn cứ hãy tạo ra một cái môi trường, cái tức là từ lúc bạn nghi ngờ cho tới lúc mà bạn hoàn thành xong cái bài test này, các bạn không được tỏ ra là các bạn khó chịu, nghi ngờ, ngờ vực hay bất kỳ cái phản ứng tiêu cực nào với đối phương. Mèo cụ thể rõ ràng luôn, ví dụ là muốn test người yêu của người khác không, bạn nghe một ai đó nói là tao thấy người yêu của mày đi với con khác, ok, rồi nhận thông tin đó, ghen chứ, bực bội chứ, nhưng hãy kìm nén những cái đó lại và vẫn xem, vẫn giao tiếp với cái người yêu của mình một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ảnh nhắn tin cho mình cũng vui vẻ, xong mình cố gắng hẹn ảnh đi ăn một cái ngày nào đó thiệt là lãng mạn, thiệt là vui vẻ. Mình phải làm được chuyện đó nha, để cho mình không có bứt dây động rừng, không có làm cho người ta cái cảm giác đề phòng. Thì đó, đến cái ngày hẹn, đến khi gặp nhau, cái này các bạn phải sử dụng khi mà face to face nha, không qua điện thoại, không qua tin nhắn, mà phải là face to face. Rồi đang đi ăn và các bạn lựa chọn cái khoảnh khắc mà hai người vui nhất, hai người thoải mái nhất, thí dụ như đi với bạn thân đi du lịch hay gì, đang lúc thoải mái nhất, trong đúng cái khoảnh khắc đó các bạn buông ra cái câu mà bạn muốn hỏi, anh đang quen bạn Nguyễn Thị A phải không, hay là mày đang qua lại với người yêu tao phải không. Đó, đang cái lúc mà vui nhất, thoải mái nhất, người ta không đề phòng nhất, thì mình buông ra cái câu hỏi đó, xong sau lúc đó, sau khi vừa hỏi xong luôn là đếm trong đầu mình nha, 1
Lúc vừa đếm và vừa nhìn thẳng mắt bạn mình, nhìn thẳng vào mắt của người đối phương và đếm trong đầu 1, 2, 3. Rồi, sau 3 giây đó người ta trả lời gì kệ người ta. Nhưng mà ánh mắt họ trong 3 giây đầu tiên đó là 3 giây nói lên sự thật mà không ai có thể né tránh hay là diễn xuất được trong cái 3 giây đó, ngay cả diễn viên. Tại vì sao? Sự vi xét về tâm lý học, những hành vi vô thức và biểu cảm của mắt đặt trong tình huống đó là theo thuyết phản xạ, tức là khi họ nhận một thông tin gì đó bất ngờ và khác với cái tâm lý mà đang trong cái môi trường nó được tạo ra, tức là họ đang trong một môi trường mà đang rất vui vẻ, bạn đang vui vẻ với họ, bạn đang không có một cái gì đó ngờ vực với họ, thì khi mà họ nhận cái đó họ rất là ngạc nhiên. Một giây đầu có thể là ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên với cái câu hỏi của bạn, và 2 giây tiếp theo đó chính là câu trả lời. Còn nếu như trước đó bạn nói anh có gì giấu em không, hay là thái độ bạn khó chịu, bạn đã cho người ta cảm giác đề phòng, chết rồi nay sao nó như vậy, tại vì người ta cũng đọc vị lại mình mà, nên sao mình khác bình thường, nó đang biết mình gì của mình hay không. Nên cái công thức 3 giây này chỉ hiệu quả khi bạn vẽ nên và diễn đạt một cái tình huống vui vẻ nhất với cái đối phương mà bạn đang muốn nghiêm túc nhận được cái câu trả lời đó, thì để phát hiện nói dối. Thì đó là cái một trong những cái tips mà mèo chia sẻ với các bạn. Rồi, thứ hai là về đọc vị người khác để có thể đồng cảm và thấu hiểu cho họ. Tại vì những cái người thân xung quanh bạn nè, như người yêu, chồng, vợ, gia đình, anh chị em, bạn bè, những người sống cùng với bạn hay là những người mà bạn yêu thương nhất, đôi khi họ sẽ có những cái nỗi lòng gì đó trong lòng của họ. Có thể một ngày nào đó, cả một ngày họ đi làm ở công sở hay là công ty của họ gặp những cái rất là nhiều khó khăn. Có những ngày cả ngày trời đều là khó khăn, đều là chồng chất cái bực bội này tới bực bội khác, dẫn đến cái việc về họ không giống như bình thường, họ có thể hời hợt với bạn hơn, họ có thể vô tâm với bạn hơn, họ có thể quát cái tông giọng của họ có thể gây khó chịu hơn. Thì thay vì chúng ta như trước đó chúng ta chưa có tìm hiểu về tâm lý, chưa có tìm hiểu về đọc vị người khác, thì chúng ta sẽ rất dễ theo cái thuyết phản xạ là người ta phản ứng những cái đó và mình phản xạ lại, tại sao anh lại lớn tiếng với em, tại sao ngày hôm nay anh không quan tâm em, đại loại vậy. Mà chúng ta quên chậm đi một nhịp, chúng ta quan sát lại là à, trước đó họ có cái gì không? Bây giờ mình phải tìm hiểu trước khi mà mình trách cứ. Thì hay gì mình tại sao như anh như vậy? Tại sao thì nó ủa ngày hôm nay của anh ở công ty có gì không? Kể em nghe đi. Đó, tự nhiên mình sẽ ở một cái phương thức là mình sẽ tìm hiểu người khác, đồng cảm người khác và thấu hiểu hơn. Đôi khi người ta cũng chỉ chờ vậy thôi, không phải là để người ta được kể lể ra, mà để à thì ra cũng có một người cạnh bên hiểu cho những cái gì ở bên trong của mình, hiểu cho cái sự chịu đựng của mình. À thì ra mình không có một mình, để mà họ cảm thấy là họ được quan tâm, họ được chia sẻ. Từ đó cái chất lượng của các mối quan hệ của bạn cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Điều thứ ba mà đọc vị tâm lý có thể giúp cho bạn đó là cái khả năng giao tiếp của bạn tốt hơn. Tại vì chúng ta sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ. Đọc vị tâm lý, đọc vị hành động là những cái mà phi ngôn ngữ. Thì đôi khi á, nên có những cái mà ồ hợp nhau quá, chưa nói gì đã hiểu, là tại vì chúng ta có thể đọc vị nhau qua những cái cử chỉ rất là nhỏ. Ví dụ mình đi ăn cùng đối tác hay đi ăn cùng bạn bè, xong mình thấy người ta ăn xong người ta đưa mắt người ta tìm, à xong mình có thể nếu mà mình biết chắc người ta tìm gì mình đưa cái đó luôn, không cần phải nói. Ví dụ tìm tâm đưa tâm luôn, không cần phải nói. Còn ví dụ người ta tìm vậy thì mình có thể đặt câu hỏi là cần gì hả, có gì cần cần gì hả, mình có thể giúp gì được cho bạn không, hoặc là anh cần gì, em cần gì, muốn lấy tâm hay là lấy khăn để anh đi lấy cho. Tự nhiên tự nhiên cái hình ảnh của mình trở nên tinh tế vô cùng, tự nhiên mình có được rất nhiều điểm cộng ở trong lòng của đối phương mà đang giao tiếp với mình, có thể đối tác, có thể bất kỳ ai. Tại vì cái sự tinh tế là một cái điều mà không phải ai cũng có được. Thứ tư đó là cái việc đọc vị người khác. Nếu mà các bạn đặt trong những cái mối quan hệ và những cái công việc mà các bạn cần đi giao tiếp, cần đi đàm phán, thì nó sẽ tăng cái khả năng thành công và cái mức độ đàm phán theo ý của bạn mong muốn hơn rất là nhiều. Tại vì sao? Vì khi mà bạn bước vào một cuộc đàm phán, các bạn hoặc là một cái cuộc giao tiếp về công việc đi, giữa bạn và đối tác hay giữa bạn và sếp, khi bạn trình bày một cái gì đó, bạn nhìn vào, tại lúc bạn trình bày người ta không có nói, thì mình phải nhìn những cái phi ngôn ngữ là body language, cái cách người ta ngồi, người ta nghe bạn có đang thoải mái hay không. Ví dụ người ta đang nè, ví dụ đang tập trung, có ví dụ đó, thì các bạn nhìn vào những biểu hiện đó là bạn bè nó biết là mình phải nên như thế nào. Nếu người ta đang không tập trung, mình sẽ phải dừng lại, mình review lại, hoặc là mình hỏi người đó: à, anh có chỗ này anh có cần bổ sung thêm gì không, để kéo người ta quay trở lại sự tập trung đó. Hoặc là mình đưa ra một cái deal gì đó hay là một cái sự lựa chọn nào đó, người ta nhíu mày lại,
có thể là người ta đang chưa hiểu lắm, hoặc có thể là người ta đang không thoải mái với cái option mình đưa ra, thì mình có thể ngoài cái này, với những cái option một này, ngoài những cái điều em nói, mình có thể sau đây mình sẽ có thể thỏa thuận thêm những cái này nếu như mà anh muốn A B C D D Z đó. Thì từ từ người ta sẽ giảng cái này ra để người ta lắng nghe, và người ta muốn đặt những cái workshop, những cái mà của người ta vào cái chỗ đó. Thì chắc chắn nếu mà cái việc tinh tế của bạn dành ở trong những cái cuộc đàm phán, thì dĩ nhiên cái phần có lợi sẽ là thuộc về bạn, hoặc là bạn sẽ đạt được cái mục tiêu bạn mong muốn trong cái cuộc đàm phán đó sẽ được thành công. Vậy thì làm sao để có thể đọc vị được người khác? Tức là những cái đọc vị người khác, nếu các bạn xem nó là kỹ năng thì các bạn sẽ phải rèn luyện, và muốn cái kỹ năng nó trở thành bản năng, tức là tới lúc đó bạn nhìn một ai đó bạn sẽ tự động những cái gì, giống như cái đến một lúc mà kỹ năng trở thành bản năng là khi cái con mắt của bạn nhìn tất cả những gì họ đang, của người đối phương đang ở trước mặt mình, về ánh mắt, về cử chỉ, về thái độ, về dáng ngồi, về cử chỉ tay, về tông giọng, nó input vào não bạn và nó output ra thành cái data là người này đang như thế nào, và phản xạ là bạn tự làm gì để mà bạn điều khiển lại cái con người phía trước mặt bạn. Đó là khi kỹ năng bạn đã được chuyển hóa thành bản năng. Nhưng để rèn luyện kỹ năng thì bạn sẽ phải có những phương pháp, và phải thực hành và thường xuyên sử dụng cái kỹ năng đó mỗi ngày thì nó mới trở thành bản năng của các bạn được. Vậy thì có một số phương pháp mà mèo thường hay áp dụng ở bản thân mèo trong suốt cái quá trình mà mèo tự phát triển bản thân từ nhỏ tới lớn, để mà mèo quan sát, mèo muốn trở thành người tinh tế, mèo muốn có thể hiểu được những người xung quanh của mình rõ hơn. Thì mình chia sẻ với các bạn, thứ nhất á, và quan trọng nhất luôn, là mình đọc vị được chính bản thân mình. Tức là mình hiểu bản thân mình, trong tất cả các topic mà mình chia sẻ với các bạn, nó luôn không về cái phương pháp đầu tiên luôn là yêu bản thân và hiểu bản thân mình. Tại vì sao? Tại vì mình phải đọc vị được là, ví dụ mình ngồi vậy, ui da, sao mình ngồi vậy ta, là mình đang mệt hả, mình đang nhức lưng hả, hay là mình đang không có thích cái nội dung của cái bạn này trình bày ha, không thích cái cuộc nói chuyện này, hay là mình ngồi vậy là, là mình ngồi dày là tại vì đây trước mặt mình là nhân viên. Nhưng mà nếu mình tinh tế hơn, mình không thể, mình không muốn thể hiện cái thái độ trịch thượng đó, thì mình có thể ngồi thẳng như vậy, ok em nói đi. Tức là mình sẽ phải hiểu, mình quan sát, mình quan tâm tới từng cái biểu hiện, từng cái hơi thở, từng cái cử chỉ, dáng đi, điệu đứng, cái nhíu mày của bản thân mình. Mình phải nhận ra nó và mình tự trả lời là mình đang làm vậy, hay là cái cơ thể mình nó đang phản xạ vậy là vì điều gì. Tại vì nếu mà mình không hiểu được mình không đọc được mình thì chắc chắn là mình không đọc được ai hết đó. Nên đó, khi mà các bạn đọc được các bạn rồi, các bạn sẽ tự nhiên, ví dụ các bạn thở dài, các bạn sẽ phải biết là tại sao các bạn thở dài. Có thể là mình đang thất vọng với cái người đối diện mình đang thất vọng với cái việc option, hay là cái câu trả lời mà người đối diện mình trả lời, hoặc là mình đang mệt mỏi vì một cái chuyện gì của gia đình. Mình phải trả lời được cái đó, để đôi khi khi mà các bạn hiểu được bản thân mình, sau này các bạn sẽ sử dụng chính những cái hành vi vô thức trở thành hành vi có ý thức. Tức là bạn cố tình thở dài cho người ta biết là bạn đang rất là khó chịu, mà bạn không muốn nói, ê tôi đang khó chịu đó. Nhưng mà bạn sẽ đó, đại loại vậy. Thì người ta sẽ tự, ôi sao bạn này thở dài. Tại vì cái thở dài của bạn nó quá rõ mà. Có những người vô thức là vì người ta thở dài nhẹ thôi. Còn bạn, khi bản thân mình muốn cho người ta thấy là mình đang rất là thất vọng với cái câu nói đó. Ví dụ người yêu nói, tuần này anh không có đưa em đi chơi như anh hứa được đó, rồi khỏi nói gì, tự hiểu luôn, tại vì nó quá rõ ràng. Thì cái việc mà tự đọc vị được bản thân mình, nó là một cái rất là quan trọng trong cái quá trình các bạn phát triển bản thân. Nó không chỉ giúp cho các bạn giao tiếp không đâu, mà nó giúp cho các bạn tìm hiểu được bản thân mình rất là nhiều. Từng cái phản ứng, cái phản xạ của cơ thể, của con người, của tư duy não bộ của bạn đối với những cái môi trường xung quanh, những con người xung quanh rất là nhiều. Các bạn có thể đặt câu hỏi là tại sao mình như vậy? Hoặc là cái người này, cái đối phương này, cái câu chuyện này, cái tình huống này, cái trường hợp này làm cho mình cảm thấy như thế nào? Thì mình sẽ review lại, từ đó mình sẽ nhớ lại những cái cử chỉ, hành vi của mình như thế nào. Đó, nên cái việc đọc và hiểu bản thân mình rất là quan trọng nha mọi người. Hãy hiểu bản thân mình trước khi muốn hiểu người khác. Thứ hai đó là lắng nghe, quan sát và phân tích. Đó là những cái kỹ năng mà chúng ta cần rèn luyện cho kể cả kỹ năng giao tiếp, kể cả kỹ năng sống còn, hay là kể cả kỹ năng là để cho chúng ta trở nên tinh tế, sáng tạo các thứ. Tại vì khi mà các bạn đọc vị được các bạn xong, bắt đầu đọc ra bên ngoài thì phải là nhìn nè, lắng nghe nè. Nhìn là quan sát nè, lắng nghe nè. Ví dụ từng người đến kể câu chuyện với bạn, những người mà bạn thân thiết, những người mà không cho chúng ta quá nhiều cái sự dè chừng, cái sự phòng thủ, họ đến họ chia sẻ với bạn. Ví dụ
cha mẹ mình, em út mình, anh chị mình, bạn thân của mình họ kể chuyện, họ tâm sự với bạn thì mình hãy chánh niệm, hãy lắng nghe, hãy quan sát một cách chánh niệm. Chánh niệm là gì? Mindfulness tức là mình tập trung, mình trọn vẹn với cái khoảnh khắc chia sẻ đó với người đó. Mình hình nhìn họ, mình lắng nghe họ, mình sẽ thấy những cái biểu cảm trên cơ thể, trên gương mặt, trên cảm xúc của họ khi họ kể về một câu chuyện vui như thế nào, câu chuyện buồn như thế nào, cái điều kể về cái việc mà khiến họ sợ hãi thì họ biểu cảm ra làm sao, rồi cái điều mà họ ám ảnh, cái điều mà họ căm ghét, nó có rất nhiều cái thứ cảm xúc trong những cái câu chuyện hay là những cái phản ứng, những cái tình huống của những người xung quanh họ đang diễn ra hàng ngày trước mặt các bạn. Ngay cả ví dụ các bạn quan sát ở những cái trong gia đình mình xong, các bạn có thể đi ra quán cà phê, các bạn hay là bất kỳ đâu các bạn ngồi xung quanh, miễn có con người là có giao tiếp, mà có giao tiếp là có biểu cảm, cảm xúc vô thức hoặc có ý thức, ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ đều có, thì các bạn quan sát, các bạn nhìn và phân tích bằng não bộ của mình, phân tích bằng những gì mình đang có. Nếu mình không hiểu thì mình tìm hiểu thêm, từ đó nó mới tăng cái sự hiểu biết của các bạn về cái việc mà nhân học. À, người ta ngồi dậy hai khoảng cách, hai người đó đi như vậy chứng tỏ đây là mối quan hệ như thế nào, hai cái khoảng cách hai người đó đi như vậy chứng tỏ mối quan hệ này như thế nào, là mới quen đang tìm hiểu nhau hay là đã yêu nhau 6 tháng, đã yêu nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cái cách, cái khoảng cách cá nhân, cái những cái biểu hiện và hành động của những cái thời gian khác nhau sẽ hoàn toàn khác nhau. Đó, thì cái vấn đề ba cái kỹ năng đó sẽ cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đọc vị tâm lý người khác. À, cái phương pháp thứ ba đó là hãy đặt ra những câu hỏi mở và xem những cái biểu hiện của lúc họ nhận câu hỏi, nó giống như cái việc mà ở công thức 3 giây ấy. Tại vì có những câu hỏi vốn dĩ hỏi ra không phải để tìm câu trả lời, mà hỏi ra để nhìn cái biểu hiện cảm xúc của người khác. Thì mình sẽ hãy tập cho mình những cái dạng câu hỏi mở đó. Có rất nhiều lần khi mà mèo nói chuyện với những người họ học học thức rất là giỏi, họ là những người kiểu mà có vị trí rất cao trong xã hội, mèo hỏi những cái câu rất là vô thức. Ví dụ như một cái anh bạn thích rượu whisky với mèo rất nhiều năm, thì mèo hỏi một câu nghe nếu người ngoài nghe vô thấy lạ ngờm, kiểu như mèo hỏi là nếu sau này anh chết mà anh muốn được chôn chung với một chai rượu thì đó sẽ là chai nào. Nhiều người vô, ví dụ có thể người ta nghĩ là để coi cái ổng thích chai nào nhất. Không, đôi khi nó chỉ là một cái câu trả lời là anh không thích rượu đến vậy. Đó. Tức là có những cái câu hỏi nó vô thưởng vô phạt, nó mở ra rất nhiều cái bức tranh sau lưng câu hỏi đó. Thì đó cũng là những cái cách mà mình nên tập. Và cái thứ tư đó là một cái mà ai ai cũng có thể làm được, đó chính là về những cái giải trí như là đi xem kịch nè, xem phim nè, đọc sách. Tại vì trong đó cũng có những nhân vật, cũng có những cuộc hội thoại, và đặc biệt nha, phim ảnh và sách đó họ miêu tả rất kỹ về những cái biểu cảm. Đặc biệt sách nha, ví dụ như một nhân vật nào đó mở choàng xe đôi mắt, tay đưa vuốt tóc, đại loại họ miêu tả bằng chữ ra, và khi các bạn đọc chữ nó lại hiện trong cái đầu của các bạn. Vậy thì sao, những cái biểu cảm đó, cái hành động của người đó là gì? Chính là hành vi đó, chính là những cái biểu hiện về tâm lý phản xạ rồi nó thể hiện rất nhiều trong đó. Và phim ảnh cũng vậy, kịch nghệ cũng vậy. Tại vì bản thân mèo là đạo diễn nha, khi mà làm một cái kịch bản phim, cái đầu tiên quan trọng nhất đó là định hình nhân vật và tâm lý của nhân vật. Thì một nhân vật này với tính cách này thì họ sẽ có những hành động này, những lời nói này để bổ trợ cho cái việc là làm sáng tỏ nhân vật và tâm lý của cái nhân vật này. Và khi bạn xem phim, bạn sẽ ở cái ánh mắt của người này chuẩn bị vậy, cái ánh mắt của họ, cái biểu hiện của họ như vậy, cái câu nói, cái cách nói họ nói câu đó là cài cắm cho những cái plot twist gì ở phía cuối. Thay vì trước giờ mình đi xem phim, xem kịch chỉ đơn thuần là giải trí, thì bây giờ chúng ta đặt thêm cái phần sự quan sát và phân tích của mình vào từng cái lời nói, hành động, cử chỉ, ngôn ngữ, mọi thứ, để chúng ta có thể phán đoán được rồi người này sẽ làm gì tiếp theo. Và nó là một cái mà nó hơi một chiều. Nó cái phương pháp này các bạn có thể tập luyện, rèn luyện từ bất kỳ lứa tuổi, bất kỳ khi nào. Tại vì nó chỉ là một chiều, cái đối tượng kia không có phản ứng gì lại được với mình, thì mình sẽ được chủ động để mà mình quan sát, phân tích rất là kỹ lưỡng. Thì đó cũng là những cái mà mèo rất hay luyện tập. Và cũng có thể là may mắn là mèo làm trong ngành giải trí á, nên mèo được làm phim, được làm kịch, được làm sân khấu, được làm rất nhiều những cái mà mình được cài cắm trong nhân vật, để cuối cùng thể hiện một cái điều gì đó, cũng góp phần cho mèo phát triển hơn trong cái kỹ năng, bản năng đọc vị tâm lý người khác. Thì đây là những cái có một chút xíu kiến thức, có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân mèo. Thì mèo chia sẻ các bạn về cái cách mà bản thân mèo đã
rèn luyện cái kỹ năng đọc vị hành động như thế nào, sử dụng nó ra làm sao và cái ích lợi của nó như thế nào. Dĩ nhiên cái gì cũng có ưu và nhược, thì những ưu điểm mẹ cũng đã nói rồi, nhược điểm thì cũng là đôi khi chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những cái mà đã người ta không muốn nói mà mình cứ 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 phải nhìn ra, thì sẽ đôi khi chính mình sẽ bị tổn thương. Thì mình phải là người lại quay trở lại yêu thương bản thân mình, cân bằng cảm xúc đó làm sao, thấu hiểu cho người ta nhiều hơn để hiểu là à, nếu mình ở trong tình huống đó, mình trong con người đó, mình cũng sẽ có những câu nói như vậy, phản ứng như vậy, thì mình sẽ đồng cảm và hiểu họ hơn thay vì trách họ. Và nếu các bạn cảm thấy đây là một video hay, một video bổ ích thì có thể like, share và subscribe cũng như là giới thiệu cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.